Mến chào cả nhà. Hôm nay mình vẽ sen trên nón lá, trang trí cho một chiếc nón lá để mặc áo dài, rất là dễ thương, với cái hộp màu vẽ của học sinh bình thường nha cả nhà. Mình sẽ vẽ lên chiếc nón. Hôm nay mình chia sẻ cái cách vẽ cái nón sen cho cả nhà cùng xem những cái chiếc nón lá có hình hoa sen rất là đẹp. Mời cả nhà cùng xem. Chúc cả nhà vui khỏe, may mắn, an lành.